Trong thời gian vừa qua, ngay giữa lúc mà tình hình biên giới Triều Tiên và Hàn Quốc đang căng thẳng, thậm chí là Kim Jong-un còn chĩa pháo thẳng sang Hàn Quốc, sẵn sàng khai hỏa, hay là thậm chí sửa cả hiến pháp, coi Hàn Quốc là kẻ thù số một, thì cách đó khoảng vài ngàn cây số ở phía nam, ông bạn Trung Quốc của họ cũng có một pha chơi lớn nhằm răn mặt Đài Loan. Trung Quốc đã tổ chức một cuộc tập trận được xem là lớn chưa từng có, bao vây toàn bộ hòn đảo Đài Loan. Khỏi phải nói, người dân Đài Loan đang nín thở tới mức nào khi mà tàu to súng lớn, tên lửa hành trình, pháo hạm, rồi cả tàu sân bay của Trung Quốc cứ kè kè sát sườn bên cạnh, lại còn ngay trong cái lúc mà ông anh kết nghĩa Hoa Kỳ đang bận bầu cử, nhà bao việc như khi này. Thế nhưng có một sự thực, đấy là trong quá khứ, Trung Quốc đã từng có vài lần định động binh để chiếm lại Đài Loan rồi, nhưng đều đã không thành công, chứ cũng chẳng phải đợi đến tận bây giờ. Và kết cục như nào thì chúng ta đều đã biết. Đài Loan hàng năm vẫn cứ bắc loa chửi Trung Quốc suốt mấy chục năm nay, mà đại lục thì vẫn chưa thể làm gì được, dù cay nổ đom đó mắt. Và chắc hẳn là nhiều người thì cũng chưa biết chuyện, đấy là chính Triều Tiên cũng đã từng cứu Đài Loan một mạng trong quá khứ như thế nào. Và nếu không có cái pha cứu cánh đó, thì có lẽ là giờ này lá cờ Trung Quốc đã tung bay ở Đài Loan trong ngày quốc khánh rồi, và quân đội Trung Quốc đã có thể duyệt binh ở Đài Bắc cả vài lần rồi. Và xin mời các bạn đến với câu chuyện ngày hôm nay của Battle Cry Podcast. Tới cuối năm 1949, cuộc nội chiến quốc cộng tại Trung Quốc đã đi tới hồi kết. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã kiểm soát được phần lớn lãnh thổ đại lục. Không cam chịu đầu hàng, Tưởng Giới Thạch cùng với lực lượng của Quốc dân đảng đã chạy ra đảo Đài Loan, xây dựng căn cứ và nuôi chí phục thù sau này. Đảo Đài Loan thì có diện tích là hơn 35.000 km², xếp thứ 28 về diện tích trong các hải đảo của thế giới. Khoảng cách từ Đài Loan tới đại lục Trung Quốc, chỗ gần nhất là 130 km. Năm 1948, tổng số nhân khẩu Đài Loan là có khoảng 6 triệu người. Thì đến cuối năm 1949, hòn đảo này nhận thêm khoảng 1,3 triệu người nữa. Trong đó thì có tới 60 vạn là bộ đội của Tưởng Giới Thạch. 60 vạn quân đồn trú trên một hòn đảo như Đài Loan cũng có thể coi là khá nhiều nếu xét về mật độ. Tuy nhiên, nếu mà so sánh với lực lượng quân giải phóng Trung Quốc thì mới chỉ khoảng bằng 1/10 mà thôi. Vì khi này, lực lượng của đại lục đã lên tới 5,5 triệu quân. Và trong không khí thắng lợi dồn dập, Mao Trạch Đông đã sớm ra lệnh cho quân giải phóng của họ chuẩn bị kế hoạch đổ bộ lên đảo Đài Loan nhằm làm một hơi diệt nốt căn cứ cuối cùng của Tưởng Giới Thạch. Ngày 31 tháng 12 năm 1949, khi mà Tưởng Giới Thạch vừa mới ra tới đảo Đài Loan, chân còn chưa đứng vững, thì Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đề ra kế hoạch nhiệm vụ giải phóng Đài Loan ngay trong năm 1950. Bức thư gửi các tướng sĩ tiền tuyến và đồng bào toàn quốc của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc có đoạn viết: nhiệm vụ chiến đấu vẻ vang của quân giải phóng nhân dân Trung Hoa trong năm 1950 là giải phóng Đài Loan, giải phóng đảo Hải Nam và Tây Tạng, tiêu diệt bọn tàn quân cuối cùng của bọn phỉ Tưởng Giới Thạch. Trước đó thì vào ngày 5 tháng 12, Mao Trạch Đông đã ra lệnh cho tư lệnh không quân quân giải phóng Trung Quốc bắt tay vào việc sửa chữa sân bay các nơi. Hai tháng sau, vào khoảng ngày 4 tháng 2, ông ta lại gửi điện cho Túc Dụ, phó tư lệnh quân khu Hoa Đông, yêu cầu tăng cường huấn luyện lính rủ để phục vụ cho kế hoạch đổ bộ chiếm đảo Đài Loan. Tiếp tục thì 6 ngày sau, Mao Trạch Đông đồng ý cho Túc Dụ điều động 4 sư đoàn để diễn tập hải chiến. Thực chất 4 sư đoàn này là lực lượng nòng cốt nhằm cho việc tấn công đảo Đài Loan. Trong khi đại lục đang chuẩn bị giáo giết tấn công ra khơi như vậy, thì ở Đài Loan, tin xấu liên tiếp bay tới tai Tưởng. Ngày 5 tháng 1 năm 1950, Tổng thống Mỹ Truman công bố chính sách của Mỹ đối với Đài Loan. Mỹ đã thừa nhận vô điều kiện Đài Loan, khi này là lãnh thổ của Trung Quốc. Bản tuyên bố của Truman có đoạn viết như sau: nước Mỹ không có ý định dùng lực lượng vũ trang để can dự vào tình thế hiện nay. Chính phủ Mỹ không bao giờ thực hiện phương châm dẫn tới việc bị lôi cuốn vào cuộc nội chiến của Trung Quốc cả. Tương tự như vậy, chính phủ Mỹ sẽ không cung cấp viện trợ quân sự hoặc là cung cấp cố vấn quân sự cho Đài Loan. Và lời tuyên bố của Truman ngầm biểu thị rằng nếu mà Mao Trạch Đông dùng vũ lực tấn công Đài Loan,
thì nước Mỹ sẽ khoanh tay đứng nhìn. Họ sẽ không can thiệp vũ lực. Chưa hết, từ trước đó, vào ngày 5 tháng 8 năm 1949, nước Mỹ đã công bố sách trắng về quan hệ Trung Mỹ. Họ đã công kích Tưởng và các lãnh đạo Quốc dân đảng là bất tài nên tự sụp đổ. Cũng từ đó, Mỹ đã vứt bỏ Tưởng để ủng hộ một con bài khác trong Quốc dân đảng là Lý Tôn Nhân. Bị mất chỗ dựa là Mỹ, với cái thực lực trong tay không lấy gì làm mạnh, mà phải trông giữ trên một hòn đảo trơ vơ trước binh lực dồi dào của đại lục. Tình cảnh của Tưởng Giới Thạch những tháng đầu năm 1950 thực đúng như nằm trên chảo lửa, cá nằm trên thớt. Và khi này, Triều Tiên đã cứu Đài Loan một mạng. Đang trong cái lúc Tưởng khốn cùng nhất, thì tiếng súng chiến tranh giữa hai miền Triều Tiên đã nổ ra và giải thoát Tưởng khỏi cơn nguy cấp. Ngày 25 tháng 6 năm 1950, quân đội Bắc Triều Tiên dưới sự chỉ huy tối cao của lãnh tụ Kim Nhật Thành đã đồng loạt nổ súng, vượt qua vĩ tuyến 38 và tấn công chính phủ Đại Hàn Dân Quốc. Là kẻ bảo hộ Đại Hàn bấy lâu nay, nước Mỹ lập tức điều binh hùng, khiển tướng mạnh và bơm viện trợ. Tổng thống Truman cùng với các viên chức hàng đầu về quân sự, chính trị đã lập tức họp khẩn cấp và đưa ra đối sách với 3 điểm chính. Một là họ chỉ thị cho tướng MacArthur cung cấp vũ khí trang bị cho quân Đại Hàn. Hai là tổ chức oanh tạc bộ đội Bắc Triều Tiên khi các nhân viên tùy thuộc của Mỹ rút ở bất kỳ một vị trí nào. Và ba là đưa hạm đội 7 từ Philippines tiến về phía Bắc đề phòng Trung Quốc tấn công đảo Đài Loan. Sở dĩ việc có thêm điều thứ ba là vì Truman tiếp thu ý kiến của tướng MacArthur rằng Đài Loan sẽ là phòng tuyến của Mỹ ở Thái Bình Dương, hình thành một vòng cung từ quần đảo Aliusan đến Nhật Bản, Okinawa, cho tới cuối cùng là Philippines. Và nó sẽ có thể trở thành một con tàu sân bay không thể bị đánh chìm. Và rồi thì tới ngày 27 tháng 6, Truman đã công khai tuyên bố về cuộc chiến Triều Tiên, đồng thời có đề cập tới Đài Loan. Lần này thì chính Truman đã quay ngoắt 180 độ so với tuyên bố của ông ta vào ngày 5 tháng 1. Ông ta đã nói rằng, vì quân đội của Đảng Cộng sản Trung Quốc chiếm Đài Loan sẽ trực tiếp uy hiếp tới sự an toàn của khu vực Thái Bình Dương, đồng thời uy hiếp tới hoạt động của quân đội Mỹ một cách hợp pháp và cần thiết ở khu vực đó. Do vậy, tôi đã ra lệnh cho hạm đội 7 của Mỹ đề phòng mọi sự tấn công vào Đài Loan. Và khi này, Tưởng Giới Thạch mới có thể tạm thời thở phào. Rốt cục thì ông ta cuối cùng đã lại có được cái ô bảo vệ của lực lượng hải quân Mỹ. Còn về phía đại lục, Bắc Triều Tiên khi này là đồng minh được họ ủng hộ, lúc này lại đang bị quân Mỹ dồn ép và có nguy cơ thất bại. Và nếu Đại Hàn tiêu diệt được chế độ của Kim Nhật Thành, thì Trung Quốc sẽ mất đi cái vành đai an ninh. Căn cứ Mỹ sẽ đặt ngay sát sườn biên giới đông bắc của Trung Quốc. Bởi vậy mà Mao Trạch Đông đành phải cắn răng mà tạm dừng kế hoạch đánh Đài Loan lại và gửi quân sang Triều Tiên để cứu Kim Nhật Thành một mạng. Và cho tới hết cuộc chiến Triều Tiên, thì Tưởng cuối cùng đã củng cố vững chắc được thế đứng chân. Thế nên thời cơ để Đảng Cộng sản đánh Đài Loan đã qua đi. Thêm vào đó, Mỹ cũng đã thay đổi quan điểm và coi Đài Loan là một phòng tuyến chống cộng, nên lại càng ra sức bảo vệ Tưởng hơn. Trong suốt 7 thập kỷ qua, Trung Quốc đã luôn tránh tấn công Đài Loan do các vấn đề về chính trị, trong đó thì có viễn cảnh tồi tệ nếu Mỹ can thiệp quân sự và con số thương vong nặng nề. Vậy thì kịch bản nào xảy ra nếu Trung Quốc đánh Đài Loan? Ai cũng có thể nhận thấy rằng một cuộc tấn công do Bắc Kinh thực hiện nhắm vào Đài Loan sẽ diễn ra trong chớp nhoáng và sẽ mang tới một sự hủy diệt cho Đài Bắc. Đó là một cuộc chiến giữa một gã khổng lồ và một anh chàng tí hon, giữa một hòn đảo nhỏ bé và một đại lục rộng lớn. Khoảng cách về dân số và tiềm lực kinh tế cũng là quá lớn, chứ chưa nói gì tới quân đội nhé. Với gần 1,4 tỷ dân, Trung Quốc hiện là quốc gia có dân số lớn thứ hai thế giới. Đài Loan thì có vỏn vẹn là 24 triệu dân, tương đương với cả Australia. Trung Quốc thì là nước có diện tích lớn thứ ba thế giới, trong khi Đài Loan thì chỉ có diện tích ngang Đan Mạch hoặc là bang Maryland của Mỹ mà thôi. Bắc Kinh thì đang vận hành một nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, chỉ xếp sau Mỹ, trong khi Đài Loan thì chỉ xếp hạng 20. Thế nhưng quan trọng hơn cả là Trung Quốc đang ra sức xây dựng và hiện đại hóa lực lượng vũ trang của họ với một tốc độ chưa từng thấy, trong khi Đài Loan thì chỉ dựa vào các đơn hàng mua vũ khí từ Mỹ. Nói cách khác thì xét về quy mô,
quân đội Trung Quốc có thể dễ dàng đè bẹp quân đội Đài Loan. Quân giải phóng Trung Quốc hiện nay thì có khoảng hơn 1 triệu binh sĩ chuyên nghiệp, gần 6.000 xe tăng, 1.500 tiêm kích và 33 khu trục hạm. Lực lượng bộ binh của Đài Loan thì chỉ có khoảng 150.000 quân và được hỗ trợ bởi 800 xe tăng, 350 tiêm kích và chỉ 4 chiến hạm. Dưới thời của Chủ tịch Tập Cận Bình, quân giải phóng Trung Quốc đã ra sức hiện đại hóa lực lượng nhờ vào nguồn ngân sách dành cho quốc phòng khổng lồ, và nạn tham nhũng trong một số tầng lớp lãnh đạo thì đã bị dập tắt. Dù nhiều người có tư tưởng diều hâu ở Trung Quốc vẫn thường cổ suý cho một cuộc xâm lược Đài Loan trên các hãng truyền thông, thế nhưng theo một nghiên cứu quân sự ở Trung Quốc công bố mới đây cho thấy, quân giải phóng Trung Quốc đã luôn coi một cuộc tấn công Đài Loan là nhiệm vụ cực kỳ khó khăn. Các nhà nghiên cứu thì đã vẽ nên một kế hoạch tấn công Đài Loan, được biết tới dưới cái tên là chiến dịch tấn công đảo phối hợp. Nó sẽ bắt đầu bằng một đợt thả bom dày đặc nhằm vào các cơ sở trọng yếu của Đài Loan, đó là cảng biển và sân bay, nhằm làm suy yếu quân đội nước này trước khi thực hiện một cuộc đổ bộ tổng lực. Cùng lúc thì lực lượng không quân của Trung Quốc sẽ bay lòng vòng trên eo biển Đài Loan và có thể kiểm soát không phận hòn đảo này. Một khi quân giải phóng Trung Quốc cảm thấy đã vô hiệu hóa được lực lượng không quân và hải quân của Đài Loan, họ sẽ triển khai bộ binh ở vùng bờ biển phía tây của hòn đảo này. Trung Quốc hiện nay đang sở hữu một trong những hạm đội hải quân lớn nhất châu Á, với 37 tàu vận tải cỡ lớn, 22 tàu đổ bộ cỡ nhỏ, cùng với nhiều tàu dân sự mà Bắc Kinh có khả năng tận dụng. Lực lượng này là quá đủ để đánh chiếm các hòn đảo nhỏ như các đảo trên Biển Đông. Thế nhưng đổ bộ lên Đài Loan thì lại cần một lực lượng phải lớn hơn như vậy. Trong khi không có tín hiệu nào cho thấy rằng Trung Quốc đang tăng cường lực lượng tàu đổ bộ. Vậy thì điều này lại buộc quân giải phóng Trung Quốc phải vô hiệu hóa hải quân và không quân Đài Loan ngay trong giai đoạn đầu của cuộc tấn công. Trong khi đó thì lực lượng không quân của Đài Loan sẽ phải đánh chìm khoảng 40% lực lượng đổ bộ của Trung Quốc mới có thể dập tắt đợt tấn công đó. Và ngay cả khi vượt qua eo biển Đài Loan, Trung Quốc vẫn cần phải tìm một điểm đổ bộ cho các con tàu của họ. Họ sẽ phải tìm một điểm đổ bộ sao cho vừa gần đại lục, lại có một vị trí chiến lược như là thủ đô Đài Bắc vậy, và lại phải vừa gần cảng biển và sân bay. Ở Đài Loan thì chỉ có 14 bờ biển đủ tiêu chuẩn như vậy. Và không chỉ quân Trung Quốc mới hiểu điều này, các kỹ sư Đài Loan đã bỏ ra nhiều chục năm để xây dựng các hệ thống đường hầm và bong ke dọc các điểm đổ bộ trên đường bờ biển của họ. Thêm vào đó thì xương sống của lực lượng phòng thủ Đài Loan chính là một hạm đội gồm nhiều chiến hạm có khả năng phóng tên lửa hành trình chống hạm, một loạt giàn phóng tên lửa mặt đất, chưa kể mìn, giàn pháo kích đặt dọc bờ biển. Quân đội Trung Quốc thì cũng có thể thả lính dù, nhưng điều này khó xảy ra bởi Trung Quốc hiện nay cũng đang thiếu lực lượng lính dù. Nếu quân giải phóng Trung Quốc chiếm được một cứ điểm ở Đài Loan và từ đó triển khai thêm bộ binh để đối mặt với 150.000 binh sĩ Đài Loan, họ sẽ phải băng qua nhiều vũng lầy và núi non hiểm trở ở phía tây hòn đảo, trong khi chỉ có vài tuyến đường nhỏ hẹp để hành quân tới thủ đô Đài Bắc. Và cuối cùng, việc vận chuyển một lực lượng khổng lồ gồm các tàu đổ bộ, lực lượng người nhái, giàn phóng tên lửa đạn đạo, chiến đấu cơ hay máy bay ném bom cùng với hàng trăm ngàn binh sĩ sẽ có thể cho Đài Loan dễ dàng nhận thấy trước và chuẩn bị trước cho mọi đòn phản công. Và đương nhiên, Đài Loan còn một thứ vũ khí nữa để chống một cuộc xâm lược như vậy, đó là vị đồng minh bên kia đại dương. Hiện thì chưa rõ rằng liệu một cuộc tấn công như vậy của Trung Quốc có khiến Mỹ lập tức can thiệp nếu Đài Loan yêu cầu hay không. Washington thì vẫn là một đồng minh lâu năm với Đài Loan. Họ thường xuyên bán vũ khí và cung cấp sự bảo vệ về mặt quân sự cho quốc đảo này. Ở thời điểm hiện tại, Mỹ có thể sẽ can thiệp nếu được Đài Loan yêu cầu, vừa để bảo vệ các khoản đầu tư mà các công ty Mỹ đã đổ vào hòn đảo này, vừa để đảm bảo cho các đồng minh khác của họ trong khu vực. Các nước cũng phải đối mặt với sự trỗi dậy mạnh mẽ của Trung Quốc, tin tưởng vào họ. Và câu chuyện của ngày hôm nay sẽ kết thúc tại đây. Nếu các bạn cảm thấy câu chuyện này hay và hấp dẫn, hãy tặng chúng mình một like, một share và một subscribe nhé. Đây là Battlecry Podcast, nơi sẽ có những câu chuyện hay và hấp dẫn nhất. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những tập podcast lần sau.